Chào cô chú, hôm nay xin giới thiệu với các cô chú mình một số giò kỳ của chầm Balaxy hàng Đài Loan nha cô chú. Hàng kỳ nha. Đây một hoa rất là đẹp, cánh sáp luôn. Hoa rất là đẹp nha cô chú. Cánh sáp nữa. Tại vì đang đóng hàng nên sẽ nghe tiếng băng keo hơi ồn nha cô chú. Bây giờ mã số 11. Cái kỳ dài nhất nó được khoảng 24-25 cm. Cái giò này là được khoảng 10-11 thân nha cô chú. 10-11 kỳ. Kỳ ra trên mọi mắt quá trời nè. Chầm Balaxy. Giò mã số 1 nó có giá là 300.000. Đó, kỳ đang lớn nè, quá trời luôn. Mã số 1 300.000. Có mã số 2 có 89 kg, có giá là 300 luôn. Giờ được khoảng 22-23 cm. Thân dài nhất được khoảng 24-25 cm. Giờ này có khoảng 89 kg nha cô chú. Có giá là 300. Giờ mã số 2 kg rất là nhiều. Mã số 2 300.000. Đây là mã số 3, có giá là 250.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 250.000 mã số 3. Mã số 4 250.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân. Còn dài được khoảng 15 cm. Mã số 4 250.000. Giờ mã số 5 có giá là 250.000. 1, 2, 3, 4, 5 thân. Thân lớn rồi nha cô chú. Mã số 5 250.000. Mã số 6 250.000. Có 2, 4, 6 thân. Mã số 6 250.000. Kia này là của chầm Balaxy Đài Loan nha cô chú. Hoa rất là đẹp. Mã số 6 250.000. Mã số 7 có giá là 250.000. Có 4 kỳ. Dài thì được khoảng từ 15 cm. Giờ mã số 7 250.000. 4 kỳ lớn rồi. Mã số 7. Đây là mã 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kỳ. Lớn nhỏ có 7 kg. Kỳ dài nhất của nó được khoảng 20 cm. Mấy kỳ còn lại từ 2-3 cm trở lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 8 kỳ nha cô chú. Có 8 kỳ. Mã số 9 có giá là 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7 kỳ. Mã số 9 có giá là 200. Giờ này có 7 kỳ. Mã số 9 200. 10 có giá là 200 luôn. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 kỳ. Mã số 10 200. Mã số 11 200. Vậy này có 5 kỳ. Mã số 11 có giá là 200. 5 kỳ. Mã số 11. Mã số 12 có 8 kỳ, có giá là 200. Mã số 12 200.000. Đây là mã 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kỳ. 200 luôn. Mã 13 200.000, 6 kỳ. Mã số 14 có 5 kỳ. 14 năm kỳ. Ừ 200.000. Mã số 15 có 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 kỳ luôn. Mã số 15 200.000, 5 kỳ.
Số 16 có 6 kỳ 200.000. Số 17 này có 7 kỳ vô chú. Mà số 17 có 7 kỳ 200. Số 18 200. 1 2 3 4 5 6 kỳ 200.000 mã số 18. Đây là mã 19 có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 kỳ. Giờ mã số 19 có giá là 200. Có 8 9 kỳ. Mã số 19 200.000. Tiếp theo là mã số 20. 1 2 3 4 5 6 kỳ. Mã số 20 200.000. Đây là mã số 21 có 1 2 3 4 5 6 kỳ. Mã số 21 200.000. Đây là mã số 22 có 1 2 3 4 5 6 7 8 kỳ. Đây mã số 22 có 8 kỳ. Số giá là 200 rồi chú. Mã số 22 200.000. Đây giờ mã số 23 200.000. Thì có 1 2 3 4 5 5 kỳ. 3 nè. 6 kỳ đi. Giờ này có 6 kỳ. Đây là số 23 200.000. Đây là mã số 24 có 3 kỳ lớn, có giá là 200. Mã số 24. Mã số 25 này có 1 2 3 4 5 kỳ. Mã số 25 200. 200.000 mã số 25. Giờ mã số 26 có 5 kỳ. 200.000 mã số 26. Tiếp theo là mã số 27. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kỳ giờ mã số 27. 200.000. Mã số 27 có 7 kỳ giá là 200. Mã số 28 giá là 200. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kỳ. Mã số 28 200.000. Cô chú thích mã số nào thì ghi là mã số và gọi điện cho bên con. Số điện thoại gọi là 0908 846-04, địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Cô Lâm xin chào.